Kính thưa vị, nghị sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Tổng thống Obama vận động trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng, tin từ Garden Grove, California. Nghị sĩ tiểu bang California bà Janet Nguyễn một lần nữa yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama giúp đỡ trong việc đòi trả tự do cho nhà tranh đấu nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng. Trong một thông cáo báo chí do văn phòng nghị sĩ Janet Nguyễn từ Garden Grove, California đưa ra hôm thứ Bảy ngày 16 tháng Giêng, vị nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của tiểu bang California cho biết trước đây bà đã liên lạc với Tổng thống Obama vào tháng 5 năm 2015 về trường hợp bà Minh Hằng. Nghị sĩ Janet Nguyễn nói trong thông cáo, bà nghĩ rằng nhân dịp sắp tròn 2 năm ngày bà Minh Hằng bị bắt vào tháng 2 năm 2014, đây là lúc nên kêu gọi Tổng thống Obama một lần nữa để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Minh Hằng. Trong lá thư mới nhất, nghị sĩ Janet Nguyễn một lần nữa nhấn mạnh sự kiện bắt giữ vô cớ và tuyên phạt bà Minh Hằng 3 năm tù. Nghị sĩ Janet Nguyễn cũng chia sẻ với Tổng thống Obama rằng bà đã nhận thư do con trai bà Bùi Thị Minh Hằng gửi đến vài tuần sau khi bà viết thư yêu cầu Tổng thống can thiệp thả bà Minh Hằng vào năm 2015. Trong lá thư, con trai bà Minh Hằng là anh Trần Bùi Trung cảm ơn nghị sĩ Janet Nguyễn đã nỗ lực vận động hầu đem lại sự tự do cho mẹ của anh. Lá thư của nghị sĩ Janet Nguyễn đã được gửi đến Tổng thống Barack Obama, đồng thời được gửi đến Ngoại trưởng John Kerry, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và nhiều nhà lập pháp tại Quốc hội Hoa Kỳ.